Ngày 16 tháng 4, Công an huyện Crong Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 7 nam thanh niên để điều tra về các hành vi hiếp dâm và không tố giác tội phạm. Trong đó, có ai khăn, ai khắp, ai hở bị bắt về hành vi hiếp dâm, 4 người còn lại bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm. Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 8 tháng 4, cả nhóm đến nhà ai khăn tổ chức ăn nhậu, Quá trình ăn nhậu, nhóm này đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với một cô gái có quen biết với ai công. Sau đó, cả nhóm đã bàn bạc, nhắn tin rủ cô gái đi chơi. Mục đích của nhóm này là sẽ dẫn dụ cô gái đến một khu rẫy cà phê vắng tại Buôn La Ru, xã E Hill để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi nhận lời, cô gái có rủ thêm một người bạn nữ đi cùng. Khi đến khu rẫy trên, ai khăn, ai khắp và ai hở đã dùng vũ lực khống chế thay nhau hãm hiếp hai cô gái trên rồi bỏ mặt nạn nhân tại hiện trường sau đó nạn nhân đã điện thoại nhờ bạn đến trở về và đến cơ quan công an tố cáo hành vi của các đối tượng